mùa giải 2019 của Phan Văn Đức gắn liền với chấn thương. Tháng 6, anh gặp chấn thương đứt toàn bộ dây chằng chéo trước gối phải, dập rách sụn sâu, phù dập rải rác lồi cầu xương mày. Đến tháng 7 thì phẫu thuật tại Singapore. Chấn thương nặng khiến cầu thủ sinh năm 1996 buộc phải chia tay đội tuyển và câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An trong khoảng thời gian nửa năm. Vào ngày 31 tháng 1, Phan Văn Đức và bạn gái Võ Nhật Linh chính thức về chung một mái nhà sau 6 tháng hẹn hò. Bạn bè và người hâm mộ chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi. Tuy nhiên, cũng có không ít lời bàn tán xung quanh việc Văn Đức đột nhiên lập gia đình. Em với Nhật Linh thì quen nhau cũng mới một thời gian khoảng 6 tháng thôi, nhưng mà anh thấy là Nhật Linh cũng khá là hiểu em, cũng là khá là hợp em. Cơ duyên cũng có một người giới thiệu cho họ em, xong thì hai người quen nhau và tìm hiểu nhau. Đối với em thì lúc lấy vợ rồi thì em sẽ phải cố gắng hơn nữa, vì không thì là lấy vợ hoa rồi thì cũng có nhiều thay đổi, vì cũng có là suy nghĩ nhiều vấn đề nữa. Nhưng mà giá sân thì mình cũng để nỗ lực để cố gắng hơn nữa. Em phải nói chúng thì vừa chơi lại kiểu để nói cho Dinh, và cùng để em cũng mới chấn thương lại nữa thì lại vừa thì cũng có rất chi là nhiều người hâm mộ sẽ nói thế này thế nọ, nhưng mà không phải như thế, vì những người nói như thế thì em sẽ cố gắng hơn nữa. Thời gian chấn thương của em khá là dài, thì cũng là có bác sĩ chói và cùng như câu lạc bộ đã giúp đỡ tạo điều kiện em tốt nhất, thì sau thời gian có bác sĩ tập luyện về, em cũng tập dần dần và tập với đội dần dần lên, thì chấn thương của em như là cũng đã hồi phục được rồi, và em cũng đã tập luyện và thi đấu rồi. Trở lại tập luyện vào tháng 1 năm 2020 cùng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Văn Đức có đủ thời gian để chuẩn bị trước mùa giải mới. Cánh cửa của đội tuyển vẫn luôn rộng mở với tiền vệ này khi đội tuyển Việt Nam vẫn còn 3 trận đấu nữa thuộc vòng loại thứ hai khu vực châu Á World Cup 2022 trong năm 2020. Khi mà trở lại thì sức khỏe mình vẫn chưa đảm bảo, nên là mình phải cân tập thể lực thêm nhiều. Giờ một năm qua thì thật sự là em khá là buồn, vì em bị chấn thương và bỏ lỡ khá nhiều giải, và cùng những lúc mình phong độ tốt nhất mà bỏ lỡ nhiều cơ hội và dư, thì em sẽ cố gắng và nỗ lực hết mình để được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển tiếp. Năm 2020 thì em sẽ cố gắng đá tốt đội Sông Lam Nghệ An và giúp đội cùng đội Sông Lam đạt tự hào cao nhất. Còn về đội tuyển thì đó là điều tất cả cầu thủ Việt Nam ai cũng muốn được lên đội tuyển, cho nên thì đội em cần phải, khi đã chấn thương rồi thì giờ trở lại mình phải nỗ lực hơn nữa để quay lại đội tuyển. Trước khi gặp phải chấn thương, Văn Đức là lựa chọn số 1 của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng ở vị trí tiền vệ cánh trái. Trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Đức cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo thường bố trí đá chính. Lấy lại phong độ đỉnh cao, tìm vị trí chính thức ở câu lạc bộ và đội tuyển, trở thành người chồng tốt là 3 nhiệm vụ trọng tâm của Văn Đức trong năm 2020. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh Thể thao 360 của Báo Thanh Niên.